Xin chào các anh chị. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các anh chị vẽ khối đa diện ở trên phần mềm VS Sketchpad. Hướng dẫn vẽ khối đa diện trên mẫu không gian 3D. Bước 1. Ta có sẵn tập tin MKR 3D. Bước 2 là có sẵn tập tin công cụ tool. Thao tác trên máy, bước 1 mở tập tin MKR 3D. Bước 2 là mở tập tin tool. Đây là tập tin MKR 3D. Chúng ta nhấp đôi hai lần chuột trái để mở. Đây là giao diện của mẫu không gian MKR 3D. Tôi giới thiệu qua mẫu không gian này. Thứ nhất là cái đường tròn ở phía ngoài cùng dùng để xoay hình, vòng tròn ở giữa dùng để nghiêng hình, vòng tròn cuối cùng dùng để lật hình, vòng tròn bên trái kéo lên phóng to, kéo xuống thu nhỏ và thậm chí biến mất còn một điểm. Nút màu xanh này để định tâm hình, vị trí của hình. Nút này chúng ta không được xóa. Xóa thì tập tin này sẽ hết hiệu lực. Bước 2, chúng ta vào Sketch Tool này. Chúng ta kiểm tra bấm chuột trái thì hộp công cụ đã có. Đây là những cái công cụ chúng ta cần làm. Như vậy là chúng ta xong bước chuẩn bị. Bước 2, vẽ hình tròn tam giác ABCD. Bước 1 là vẽ đáy ABCD. ABC. Muốn vẽ đáy ABC, các anh chị vào Point Tool này, nhấp chuột trái để lấy điểm. Chúng ta chọn 3 điểm trên một trong hai đường tròn này, nhấp chuột trái để điểm thứ nhất cố định, kéo tiếp. Nhấn điểm thứ hai để điểm thứ hai cố định, kéo tiếp. Nhấn điểm thứ ba trên đường tròn, nhấn chuột trái để điểm thứ ba cố định. Như vậy ta đã vẽ xong 3 đỉnh của tam giác ở trên đường tròn. Thứ nhất, bây giờ chúng ta sẽ vẽ 3 điểm này ở trên không gian. Cách làm như sau. Vào công cụ Custom Tool, vào Receiver Tool này, chúng ta chọn Point. Khi chọn Point được thì nó có một điểm. Cái điểm nó cứ bám cái mũi tên. Chúng ta không được nhấp chuột. Bây giờ chúng ta sẽ để đặt điểm này vào điểm thứ nhất, nhấp chuột trái. Sau đó chúng ta kéo điểm này xuống một điểm nào đó trên trục hoành, trục nằm ngang, nhấp chuột trái. Vậy điểm thứ nhất đã vẽ trong không gian này rồi.
chúng ta làm điểm thứ hai, nhấp chuột trái vào điểm thứ hai của tam giác và nhả chuột kéo xuống nhấp một điểm nào đó ở trên trục hoành, ta được điểm thứ hai hiện diện. Giữ nguyên và tiếp tục cho hai điểm chạm nhau thì nhấp chuột trái tiếp một lần thôi, rồi nhả ra, rồi kéo lên nhấp vào một điểm trên trục hoành, ta được điểm thứ ba. Đây là ba điểm của tam giác ABC. Để không còn cái điểm trong không gian mà tôi đã còn quay đây, chúng ta vào cái arrow tool này, chúng ta bấm nhấp chuột để nó xóa cái điểm của mình đang còn kéo theo. Bây giờ những điểm này nó nhỏ thì chúng ta chọn 3 điểm vào hiển thị, chọn kiểu điểm đến chọn chấm vừa thì 3 điểm này nó sẽ lớn. Bây giờ muốn 3 điểm này có màu, chúng ta chọn vào hiển thị, chọn màu, chẳng hạn chọn màu xanh lơ, ta được 3 điểm. Đặt tên 3 điểm, đây là vẽ 3 đỉnh của tam giác ABC. Điểm này là điểm A, tròn chuột trái, nhấp chuột phải, nhãn của điểm, đánh điểm A lớn. Ok, tròn chuột trái, nhấp chuột phải, nhãn của điểm B lớn. Ok, tròn chuột trái, nhấp chuột phải, nhãn của điểm D, C. Ok, như vậy chúng ta vẽ xong 3 đỉnh của tam giác ABC. Muốn vẽ cạnh thì chúng ta vào công cụ vẽ đoạn thẳng, nhấp chuột trái. Khi nhấp chuột trái giữ thì nó thể hiện ra là đây là đoạn thẳng, nét này là tia, còn nét này là đường thẳng. Ở đây chúng ta vẽ đoạn thẳng, chúng ta chọn công cụ vẽ đoạn thẳng, nhả chuột trái, thì khi đó chúng ta được, chúng ta nhấp vào điểm A, kéo sang điểm B, nhấp chuột trái, nhấp ra chuột trái, kéo sang điểm C, nhấp chuột trái, nhấp chuột trái, kéo sang điểm A, nhấp chuột trái. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái công cụ tiếp theo là xoay hình trong không gian 3 chiều. Công cụ thứ hai là công cụ lật hình. Lật đến vị trí này thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là 3 đỉnh của một tam giác ta vừa chọn. Có xê dịch một chút bởi vì nghiêng cho chính xác. Như vậy là tam giác ở hình này như thế nào? Thì tam giác biểu diễn không gian như vậy. Nó không phải là đồng dạng mà nó bằng nhau luôn. Như vậy, tôi giới thiệu xong cho các anh chị vẽ đáy ABC. Bây giờ sang bước thứ hai là vẽ đỉnh D. Bước hai ta đi vẽ đỉnh D. Muốn vẽ đỉnh D của hình chóp tam giác, trước hết ta phải hiểu khoảng cách từ mặt phẳng ABC mà đến đỉnh D được tính theo cái khoảng cách
từ góc tọa độ này đi lên. Nếu các anh chị muốn cái trục này kéo dài thì vào đây chọn kia. Chúng ta nhấp chọn kia. Để chúng ta có thể lấy điểm bất kỳ ở trên này. Đây gọi là công cụ vẽ đường thẳng, đoạn thẳng. Bây giờ ta vẽ đỉnh. Vào công cụ tự chọn, chúng ta giữ chuột trái để chọn điểm. Điểm đã có sẵn, chúng ta không cần chọn nữa, có sẵn, chúng ta buông. Chúng ta vào đây, nhấp chuột trái và đã có điểm sẵn. Bây giờ muốn biểu diễn đỉnh, ta chọn một điểm bất kỳ ở trên trục hoành, chấm, và bấm chấm chuột trái đấy để cho nó giữ điểm. Sau đó chúng ta kéo lên trên đường này nằm vị trí nào cũng được, thì chúng ta quan sát bên hình, bên hình thì sẽ có một điểm ở bên phía hình tròn gọi là chính đỉnh. Ví dụ ta chọn đây, nhấp chuột trái để cho cố định điểm, quay vào vị trí để xóa điểm, nhấp chuột trái. Như vậy chúng ta được đỉnh D nằm ở vị trí này, đây là đỉnh D. Chúng ta đặt tên nhãn của điểm D. Cho nét to hơn, chúng ta chọn chuột trái, nhấp chuột phải để có vừa. Ta chọn màu cũng vậy, nhấp chuột phải chọn màu, ta chọn màu xanh như khi nãy. Như vậy là tôi hướng dẫn vẽ đỉnh D xong. Chúng ta kiểm tra lại trong không gian 3 chiều. Chúng ta lật nghiêng hình thì thấy điểm D không bao giờ nằm trong mặt phẳng. Nó nằm ngoài mặt phẳng. Đây có cái không gian 3 chiều. Như vậy tôi hướng dẫn vẽ đỉnh của hình chóp tam giác xong. Bước thứ ba, vẽ cạnh bên, nét khuất và nét thấy. Vẽ cạnh bên, nét khuất và nét thấy. Chúng ta vào công cụ vẽ đoạn thẳng, chọn đoạn thẳng, nối điểm D là nhấp chuột trái và cho điểm chạm điểm B. Khi trùng rồi chúng ta nhấp chuột trái. Tiếp tục chọn điểm D, nhấp chuột trái, kéo xuống điểm C, nhấp chuột trái, chọn điểm D, nhấp chuột trái, kéo xuống điểm A, nhấp chuột trái. Trong hình đại chóp này thì nét này là nét khuất chẳng hạn, chúng ta nhấp chuột trái để chọn, nhấp chuột phải chúng ta chọn nét đứt. Đây là một không gian để vẽ hình 3D, tức là hình xoay được, thấy được như trong thực tế. Bây giờ chúng ta xoay, dĩ nhiên khi chúng ta xoay thì những cái nét khuất và nét liền nó chưa đổi được. Phần này tôi sẽ dạy ở những video cuối, nhưng ít nhất chúng ta cũng hiểu được cách vẽ một khối đa diện. Ở trong này là một hình chóp tam giác. Như vậy là hôm nay chúng tôi hướng dẫn xong phần vẽ khối tứ diện. Sau khi vẽ xong thì các anh chị lưu ý một điều,
đó là hình này sau khi vẽ xong thì mình không cần đến cái mẫu không gian này nữa, cho nên mình phải thu nhỏ. Thu nhỏ, khi thu nhỏ bấm chuột trái vào cái phần trống để chúng ta bắt đầu chọn hình này. Sau khi chọn thì vào soạn thảo sẽ chọn nút điều khiển và gõ ẩn hiện, chúng ta nhấp chuột trái, có hai các đối tượng này, chúng ta nhấp vào đây thì cái hình của mình bị mất. Mình tiếp tục kéo cái nút phóng lên để chúng ta có mô phỏng cái hình tứ diện. Bây giờ muốn cho hình này quay thì chúng ta nhấp chuột trái vào vòng tròn và nhấp chuột phải, à, không phải, tôi nói nhầm, nhấp chuột trái và chọn phản thảo. Chúng ta chọn được điều khiển sự hoạt não. À, sự hoạt não nó sẽ ra cái mức độ, cả cái tốc độ, chúng ta chọn cái tốc độ tự chọn. Chúng ta nhập ở đây thường 0,1, 0,1, 0,2 thì nó quay chậm. Số càng lớn thì quay càng nhanh. Ok, sau được rồi thì chúng ta bắt đầu bấm vào cái nút hoạt não này và nó tự động quay. Thay vì mình quay trên đường tròn này thì nó tự động nó quay để mình theo dõi. Muốn dừng quay ta bấm vào nút nút quay thì nó sẽ dừng lại và ta điều chỉnh cái vị trí bằng cái đường tròn này. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn xong tất cả cách vẽ của một khối tứ diện. Video kế tiếp tôi sẽ hướng dẫn vẽ khối chóp tam giác đều. Các anh chị theo dõi để chúng ta làm tốt cái chương trình này để giúp cho học sinh học tốt hơn. Cuối cùng, xin cảm ơn các anh chị. Chào tạm biệt.